Ta sẽ đến với cái phần chia đội. Chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi hết sức là quen thuộc với chúng ta, kéo co. Hai bạn Trung và Khải sẽ kéo với nhau, ai thắng thì coi như là vô vòng chung kết. Wow. Sau đó Lan và Thu kéo với nhau à. Thì người thắng thì sẽ chơi với cái người thắng trước đó à. Và dạ, chúng ta sẽ tìm được một người gọi là mạnh nhất ngày hôm nay. Chưa chắc gì hai người đàn ông bự con này là mạnh hơn hai em đó. Dạ. Và cái người đàn ông hay là cái người phụ nữ nào đó mà chiến thắng trong cái trò chơi kéo co này được quyền tuyển đội viên của mình. Khó lắm, trò chơi khó lắm. Cho nên chúng ta cần phải dốc hết sức lực để chúng ta có thể chiến thắng, để giành được cái người bạn mà mình cho rằng là ăn ý với mình nhất. Bây giờ trò chơi này anh sẽ mời hai cô gái thi trước. Yeah, các em thân mến, hãy xem đây. Trời. Anh ơi, hồi nãy anh nói trời dân gian mà sao anh chơi giống đấu vật dữ vậy? Anh quên. Em thấy cái nơ màu hồng mà tự nhiên anh làm hình ảnh bạo lực. Tiến lên phía trước chút. Đây, Thu cầm bên đây. Cái nơ là cái vị trí ngay chính giữa. Thưa quý vị, đây là trận đấu giữa hai cô gái, hai người đẹp Hà Thu và Phương Lan. Xem ngoài sẽ đẹp ra chứ. Chưa trẻ nhở. Tôi mới nhắc thôi mà. Xem thử coi ngoài cái dáng vẻ yêu kiều này ra thì bên trong họ tiềm ẩn cái sức mạnh nó như thế nào. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Và hôm nay chúng ta đã biết rằng Phương Lan ẩn sau cái vẻ mỏng manh dày là sức mạnh của một người đàn ông. Thưa quý vị, ở cái trận đấu giữa hai cô gái thì và thưa quý vị, ở trận đấu vừa rồi của hai cô gái thì người chiến thắng là Phương Lan. Mới hiệp 1 thôi, bây giờ hiệp thứ 2 gây cấn hơn đây. Đỉnh Tú Trung và Lâm Quốc Khải. Chơi xong trò cái co này mình xỉu rồi, mình hết đoán chữ luôn không anh? Có rồi em, cái này mình chỉ dùng cơ bắp chút xíu thôi, chứ cái sức mạnh của trí não vẫn còn nguyên. Chuẩn bị, bắt đầu. Trời ơi, trời ơi, ông trời. Trời ơi, anh chưa quá lập bụng kìa. Cái lập bụng kìa. Trời ơi, có khỏe như vậy. Chú thế. Anh cái hôn đó mà em. Thì ra là người ta đang thả trước không Trung? Đúng rồi. Dạ rồi. Đúng rồi anh Trung á. Mình dồn cho người ta trước, cái người ta hết lực, cái mình giật lại, cái người ta đi theo mình luôn. Wow. Bây giờ tự nhiên giờ Trung thi với Phương Lan, có kỳ cục không? Đúng rồi. Nếu mà Trung thắng không ai khen hết trơn trời á. Để giữ thể diện cho nhau, để hai bạn tự chọn đội luôn nha. Không cho các bạn thi một trận cuối nữa. Ưu tiên cho Lan trước không Trung? Dạ đúng rồi, bạn là nữ em nhiều cho bạn á. Lan muốn chọn ai? Hồi hộp quá mọi người ơi. Hơi mềm. Ủa, có sao anh luôn? Ở đâu? Bị quen á, bị quen. Thấy là cứ bốc hốt vậy đó. Mình tim quá. Sau một vòng nắng chuột các kiểu, em quyết định. Thấy rằng ở đây không ai có chuột hết. Em quyết định chọn người. Người nào? Mà mang cái bụng bự nhất. Sao em tính chọn cái bụng nào ở đây? Hả? Ở đây ba cái bụng, không bụng nào bự hết em nha. Bụng nào cũng rất là thon thả. Sắp tắt thở là... chưa? Nếu như mà... Thôi nè, hai, ba thở nè. Đó. Cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng mà nói chung nó cũng gói ghém ha. Vậy Lan muốn chọn ai? Em quyết định em chọn anh Trung. Em chọn Trung. Dạ. Nhưng bây giờ nghiệt ngã nè. Anh hỏi Trung, cái Trung không chọn em mà Trung chọn Hà Thu hay Khải em mới quê đó. Em ra dắt xem về luôn. Thật ra thì... tới với cái game show này em cũng muốn đỡ gần những người bạn của mình Trân á. Bạn mới em cũng thích nữa, nhưng mà bạn cũ kiểu như mà nghệ sĩ thoại kịch Phương Lan này nè thì em cũng từ lâu rồi anh. À vậy là em cũng đồng ý là một thành viên trong đội của Lan, như Lan nó chọn em đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ hai em Khải và Thu không ai chọn mình hết thì thế nào? Chọn nhau chứ sao? Chắc anh đi về đi về.